Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ô nhiễm khiến Vịnh Hạ Long mất đi sắc xanh tuyệt đẹp. Ngày 29 tháng 12, AFA tiếng Việt loan tin Vịnh Hạ Long mất sắc xanh tuyệt đẹp. Theo đó, Vịnh Hạ Long của Việt Nam đang đánh mất đi sắc thái trong xanh khi mà tình trạng ô nhiễm và phát triển quá mức đe dọa đến sinh vật tự nhiên cũng như hình ảnh đẹp hoàn hảo của Vịnh. AFA dẫn một trang tin quốc tế ngày 28 tháng 12 nêu thực trạng tại Vịnh Hạ Long như trên. Theo đó, khu vực được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên này là một trong những điểm đến phổ biến nhất tại Việt Nam của du khách. Thống kê cho thấy vào năm 2022 có hơn 7 triệu du khách đến tham quan Vịnh Nước Xanh với hơn 1.900 hòn đảo đá vôi phủ bởi mảng xanh. Hình ảnh bản tin trên AFA. Tuy nhiên, AFA cho biết do quá phổ biến và tình trạng phát triển nhanh chóng của thành phố Hạ Long với những cáp treo, công viên giải trí, khách sạn sang trọng và hàng ngàn căn nhà mới xây đã hủy hoại nghiêm trọng hệ sinh thái của Vịnh Hạ Long. Tình trạng rác thải, túi ni lông cũng gây ô nhiễm vịnh. Theo AFA, mới tháng trước, những hình ảnh do chính truyền thông nhà nước Việt Nam đăng công khai về một công trình xây dựng đi qua vùng nước của một vịnh bên cạnh Hạ Long khiến nhiều nhà bảo tồn bức xúc. Theo giới bảo tồn, ước tính ban đầu có chừng 234 loài san hô tại Vịnh Hạ Long, nhưng bây giờ chỉ còn khoảng phân nửa mà thôi. Trước đó, ngày 20 tháng 11, AFA cho hay tạp chí Photos Travel của Mỹ khuyên du khách không nên đến Vịnh Hạ Long cũng vì tình trạng rác thải và ô nhiễm của vịnh. Tạp chí này đã xếp Vịnh Hạ Long vào danh sách No List, là danh sách khuyên du khách nên xem xét lại quyết định đến thăm một nơi nào đó trên thế giới. Lý do được đưa ra là Vịnh Hạ Long quá đông khách và có quá nhiều rác. Tạp chí Mỹ khuyên du khách không nên đến Vịnh Hạ Long vì rác thải và ô nhiễm. Tạp chí này tập trung vào 3 yếu tố chính là quá tải khách du lịch, xả rác và chất lượng nước, tính hiệu quả. Tình trạng quá đông khách du lịch và ô nhiễm biển đang đặt ra sức ép lên hệ thống môi sinh của Vịnh Hạ Long trong nhiều thập niên qua, tạp chí Photos Travel viết. AFA dẫn truyền thông nhà nước cho biết dù đã cấm việc sử dụng đồ nhựa một lần trên thuyền du ngoạn Vịnh Hạ Long từ năm 2019, nhưng khách tham quan trên tàu ở Vịnh Hạ Long vẫn được cung cấp những chai nước nhỏ. Báo Tiền Phong dẫn lời một nhà nghiên cứu ô nhiễm biển trực tiếp làm việc ở Việt Nam hơn 5 năm qua cho biết, ngoài vấn đề quá tải khách, việc quản lý cũng không tốt trong xử lý chất thải hiệu quả. Photos Travel cho biết hiện thành phố Hạ Long chỉ có khả năng xử lý 40% lượng nước thải xuất hiện nguồn nước ô nhiễm ở Vịnh Hạ Long. Cuối tháng 10, báo Lao Động cho hay xuất hiện nguồn nước ô nhiễm hôi thối đổ thẳng ra Vịnh Hạ Long. Theo đó, một hồ nằm gần những điểm du lịch đông khách của thành phố Hạ Long, nơi du khách và người dân thường đi dạo, ngắm cảnh, bỗng ô nhiễm nặng, nước đen xì, hôi thối. Nước từ đây đổ thẳng ra Vịnh Hạ Long qua hệ thống cống ngầm nằm dưới một đường ven biển đẹp nhất Quảng Ninh. Báo Lao Động dẫn lời những người dân ở đây cho biết xung quanh hồ có một số họng cống xả nước từ các khu dân cư quanh đó. Khi thủy triều rút cạn, nước đen và hôi thối chảy thành dòng từ họng cống này ra đến gần tận cửa cống tại đường ven biển. Điều đáng lo ngại hơn là nguồn nước hôi thối này hàng ngày đổ ra Vịnh Hạ Long sẽ càng làm cho nước vịnh thêm ô nhiễm. Trước đó, vào tháng 6 năm 2023, truyền thông nhà nước dẫn lời Ban Quản lý Vịnh Hạ Long cho biết 10.000 mét khối rác đủ để lấp đầy 4 bể bơi Olympic đã được thu gom khỏi mặt nước từ đầu tháng 3. Ông Đỗ Tiến Thành, cán bộ bảo tồn của Ban Quản lý Vịnh Hạ Long thừa nhận Vịnh Hạ Long đang chịu áp lực. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.de với bản tin ô nhiễm khiến Vịnh Hạ Long mất đi sắc xanh tuyệt đẹp. Nguyễn Hòa Bình có xứng với chức danh giáo sư vừa được phong. Ngày 28 tháng 12, AFA tiếng Việt có bài bình luận chức danh giáo sư cho chánh án Nguyễn Hòa Bình thối háo danh của quan chức. Theo đó, ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã được bổ nhiệm chức danh giáo sư tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. Hình ảnh bài trên AFA. AFA dẫn lời một giảng viên đại học ở Hà Nội yêu cầu ẩn danh, nói cái quan trọng cần đặt vấn đề ở đây là một năm anh lên lịch giảng dạy cho bao nhiêu tiết tiêu chuẩn, thực hiện bao nhiêu đề tài nghiên cứu khoa học,
hướng dẫn bao nhiêu nghiên cứu sinh để đủ chuẩn xét giáo sư. Với một người như ông Nguyễn Hòa Bình, một ngày họp vài ba lần, thì thời gian giảng dạy là bao nhiêu? Công trình nghiên cứu khoa học ở đâu không ai thấy. Theo tôi biết, thường thường các đề tài nghiên cứu khoa học của các lãnh đạo được cấp dưới làm từng chuyên đề ghép lại với nhau thành một chương. Nếu như chưa có tiến sĩ thì lấy bao cái chuyên đề ghép lại với nhau, viết lời mở đầu kết luận trở thành luận án tiến sĩ. Ba bốn cái chuyên đề in thành sách thì trở thành công trình nghiên cứu khoa học để xét phó giáo sư. Cứ thế mà làm thành giáo sư thôi. Do háo danh mà nhiều người mang danh giáo sư nhưng cái đầu rỗng tuếch. Ông Nguyễn Hòa Bình tại lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh giáo sư tại Học viện Cảnh sát Nhân dân. AFA tiếp tục dẫn lời luật sư Nguyễn Văn Miến nêu quan điểm. Tôi không biết ông ấy đã từng giảng dạy ở đâu chưa và thời gian giảng dạy như thế nào, thành tích ra sao. Nhưng khi ông ấy chọn trường này thì trường này lại quả cho ông ấy bằng cách phong cho ông ấy chức danh giáo sư. Tôi cho rằng việc này không khách quan và có hình thức tư lợi trong đó. Như vậy, những đường hướng, những suy nghĩ của công an và của tòa án bỗng nhiên thành một, không có sự độc lập nào cả. Bởi khi ông thẩm phán tòa án nhân dân tối cao là giáo sư của học viện này, thì công an sẽ phải làm đúng theo yêu cầu mà tòa án đưa ra. AFA cho biết trước khi ông Nguyễn Hòa Bình được Học viện Cảnh sát Nhân dân bổ nhiệm chức danh giáo sư, Hội đồng Giáo sư Nhà nước công bố danh sách 648 ứng viên đến từ 28 ngành được đề xuất đủ tiêu chuẩn xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư trong năm 2023. Điều đáng nói là trong ngành khoa học an ninh chỉ có một ứng cử viên đủ tiêu chuẩn là ông Nguyễn Hòa Bình, chánh án tòa án nhân dân tối cao. Việt Nam vẫn kiên định lập trường không tam quyền phân lập. AFA dẫn ý kiến của một số người cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình không xứng đáng là một giáo sư nếu nói về trình độ chuyên môn với những phát ngôn bất nhất của mình. Chẳng hạn, vào đầu năm 2021, ông Bình phát biểu trước Quốc hội rằng việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp nào kết án oan cho người không có tội. Đến tháng 9 năm 2022, ông Bình lại nói rằng nghị quyết của Quốc hội cho phép 1,5% của 600.000 vụ án, tức là khoảng 9.000 vụ, được phép sai do lỗi chủ quan. AFA dẫn bình luận của luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng, qua sự việc nêu trên cho thấy việc giao thẩm quyền và cấp giáo sư trong nước hết sức tùy tiện và bừa bãi. Theo đó, giáo sư không có ý nghĩa như sự công nhận chức danh dựa trên nền tảng học vấn và khả năng sư phạm nữa, mà đã trở thành danh xưng trang trí để các quan chức chia chác, ban phát làm đẹp tên tuổi cho nhau mà thôi. Cho thấy một thực trạng rằng, tuy học vấn kém cỏi, trình độ hạn hẹp, đạo đức suy đồi, nhưng các quan chức cộng sản vẫn rất trọng vọng, hám danh đối với các học hàm, học vị, chức danh vốn chỉ dành cho người có học vấn cao, trình độ uyên bác. Cũng theo luật sư Mạnh, với tư cách là quan chức làm việc toàn thời gian trong ngành tòa án, ông Nguyễn Hòa Bình không được phép và cũng không thể tham gia công tác giảng dạy như một giáo sư của Học viện Cảnh sát. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Nguyễn Hòa Bình có xứng với chức danh giáo sư vừa được phong. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm D.